Đây nào, lôn ra cái gì vậy? Vòng tay tao bao 9,9 tại sao? Ý người nào muốn ta cho linh khí vào thử xem sao? Đờ mờ biến lớn rồi, còn có thể co duỗi tự nhiên, đỉnh. Đồ tốt, xạ xích này không chỉ có thể khóa được tu sĩ, còn có thể giam cầm hồn phách ác quỷ. Thu. Xạ xích này rất mạnh, chính là đại nương. Ai, cứ dùng tạm vậy. Nhưng chỉ luyện mấy pháp khí này vẫn thiếu một chút cảm giác an toàn. Có thể làm chút thứ gì đó khác hay không? Có rồi. Cơ quan sĩ binh mà mình gặp trước đó, chất liệu hài cốt của họ mình còn có không ít. Đừng chạy, chúng ta tiếp tục đi luyện nào. Nhiên Ngọc Tông, tông môn lớn thứ 3 của Phủ Định Ba, đệ tử môn hạ có sở trường dùng chân hỏa. Thủ tịch của Nhiên Ngọc Tông, Tiêu Phượng Ca. Phía trước chính là phần khâu, tuyệt đối không được nơ nà. Rõ. Ta dừng lại ở tầng tự nhiên. Tự nhiên huyệt đại cảnh thứ 2 đã lâu rồi, cuối cùng cũng không tìm thấy cơ hội để đột phá. Nhất định là phải mượn cơ duyên của phần khâu để đột phá, nếu không vị trí thủ tịch sẽ không được đảm bảo. Khoan đã, phía trước là người nào? Tại hạ là hiệu úy của Triều Thiên Tử, phụ mệnh phong tỏa phần khâu. Các vị hãy về cho. Tiểu tử, chúng ta là người của Nhiên Ngọc Tông, ta khuyên ngươi đừng nói chuyện bao đồng. Đây là mệnh lệnh của triều đình, hơn nữa phía sau có núi yêu quái ăn thịt người, sẽ một đi không trở về. Triều đình sao? Đừng phí lời với hắn, bắt lấy hắn rồi vạch quần ra thông đít ngay. Cứ muốn tìm cái chết vậy sao? Ta thấy ngươi mới nào muốn tìm cái chết đó. Xem ta đây. Người này có lẽ là dị văn cảnh của đệ nhất đại cảnh. Các người hãy lên cùng luôn đi. Không hay rồi. Không ngờ một người canh gác nhỏ bé của Triều Thiên Tử cũng bắt ta phải đích thân ra tay. Xin lỗi, ta cảm thấy có lẽ thực lực của các ngươi không đủ rồi. Tiểu tử, ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của ngươi.